Thống đốc Alexander Bogomaz thông báo, một trạm biến áp điện ở vùng Ryan của Nga đã bị tấn công vào sáng nay 30 tháng 9, gây mất điện tại một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 20 km về phía bắc. Do cuộc tấn công của các đối tượng khủng bố Ukraine ở làng Poger, nguồn điện đã bị gián đoạn, ông Bogomaz viết trên Telegram lúc 1 giờ, giờ địa phương, đồng thời cho biết không có thương vong sau vụ việc và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã làm việc tại hiện trường. Quan chức Nga không chia sẻ thêm thông tin chi tiết về vụ việc hoặc xác nhận liệu vụ tấn công có phải do máy bay không người lái, UAV, gây ra hay không. Một số kênh Telegram của Nga đưa tin vụ tấn công do UAV thực hiện và công bố video được cho là trạm điện bị bốc cháy. Một ngày trước đó, quân đội Nga cũng chặn 10 UAV ở khu vực quốc lân cận. Giới chức Nga xác nhận, tại làng Belaya, cách biên giới chưa đầy 25 km, UAV của Ukraine đã thả hai thiết bị nổ xuống một trạm biến áp. Vụ tấn công khiến một máy biến áp bốc cháy, gây mất điện cục bộ. Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa bình luận về các vụ tấn công được cho là nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Các khu vực biên giới của Nga như quốc Ryan và Belgorod, cũng như Crimea và Moscow, thường xuyên trở thành mục tiêu của UAV kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức Nga cũng cáo buộc Kiev đứng sau các hành động phá hoại nhằm vào các cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm các nhà máy điện hạt nhân của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm lưới điện, gia tăng gần đây sau các cuộc tập kích tương tự của Moscow vào cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng năng lượng của Kiev. Nga ngày 21 tháng 9 đã tấn công hàng loạt cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine.